Sau búp măng khổng lồ năm 2020, ngôi làng kẹo ngọt năm 2021, khu vườn cổ tích ánh sáng năm 2022. Năm nay, chủ đầu tư khu đô thị Eco Park chọn chủ đề thiết kế khu rừng pha lê cho các hoạt động chào đón Giáng sinh với cây thông Noel khổng lồ cùng những người bạn đến từ Bắc Cực như chim cánh cụt, gấu hay tuần lộc. Không khí Giáng sinh đang đến gần, những ngày này giới trẻ cũng như nhiều khách tham quan Hà Nội và các vùng phụ cận đang đổ về check-in tại công viên mùa hạ khu đô thị Eco Park, nơi có khu rừng pha lê tuyết trắng độc đáo bậc nhất của Việt Nam. Điểm nhấn của khu rừng là có thể liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ, xen kẽ nhau cùng với hiệu ứng tuyết rơi dày đặc, tạo nên không gian tràn ngập trong không khí Giáng sinh thú vị, nơi lưu giữ tình thân, tạo nên những bức ảnh ý nghĩa cho cư dân và du khách bên những người thân yêu. Đó cũng là những giây phút mà chủ đầu tư khu đô thị Eco Park kỳ vọng mang đến cho cư dân và du khách dịp lễ Giáng sinh năm nay. Sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí đến hết tháng 12 năm 2023. Không chỉ được dạo chơi và chụp ảnh tại khu rừng pha lê, cư dân và du khách đến tham quan còn được trải nghiệm nhiều hoạt động dã ngoại thú vị khác tại Eco Park.